dòng chảy của bóng đá thế giới đang không ngừng đưa thế hệ cũ lùi về phía sau để nhường chỗ cho các nhân tố mới. Nghe có vẻ tàn nhẫn và đầy tiếc nuối, nhưng suy cho cùng, đó cũng là quy luật của thời đại. Ở thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều cái tên trẻ nổi lên, hứa hẹn sẽ tạo nên một thời cuộc mới. Sau đây, hãy cùng cả bóng đá đến với siêu đội hình U23 đắt giá nhất thế giới. Thủ môn Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma từng được định giá 65 triệu euro sau Euro 2020. Donnarumma có lợi thế rất lớn trong khung gỗ, với chiều cao 1m96, anh cũng rất nhanh nhạy, tập trung phản xạ tốt, có khả năng cản phá những cú sút cực mạnh ở cự ly xa lẫn gần. Donnarumma còn ghi điểm bằng sự chững chạc như những đồng nghiệp ở tuổi gấp đôi anh. Dù vậy, phong độ trồi sụt trong mùa giải 2021-2022 khiến tuyển thủ Italia rất giá. Lúc này, Donnarumma xếp thứ 2 trong danh sách thủ môn đắt giá sau Thibaut Courtois. Hậu vệ Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold là hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới trong nhiều mùa liên tiếp. Một thập kỷ vừa qua, chứng kiến rất nhiều hậu vệ biên có lối chơi thông minh và nhãn quan sắc bén như Philip Lahm, Dani Alves, Joshua Kimmich. Vài năm gần đây, Arnold nổi lên như một cầu thủ sẵn sàng tạo ra một cuộc cách mạng ở vị trí hậu vệ biên. Năm 2019, Arnold được định giá là 110 triệu euro. Mặc dù vậy, trong 3 năm qua, ngôi sao của Liverpool vẫn không được trọng dụng ở tuyển Anh, do đó vị thế dần đi xuống. Hiện tại, Arnold vẫn là ngôi sao của Liverpool nhưng bị ngó lơ khi lên tuyển. Trung vệ Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt được đánh giá là trung vệ tiềm năng nhất châu Âu. Dù vậy, sau 3 mùa giải khoác áo của Juventus, tuyển thủ người Hà Lan không phát triển như kỳ vọng. Ở mùa hè này, anh đã gia nhập Bayern Munich. De Ligt sở hữu rất nhiều yếu tố mà các trung vệ hiện nay đang thiếu. De Ligt chuyền bóng cực tốt, các pha phân phối bóng của cầu thủ này cải thiện dần theo năm tháng và không phải tuýp chuyền cho có. Các pha phát triển bóng của tiền vệ này thực sự có ý đồ, theo đúng cách mà Ajax và Barcelona chơi bóng từ tuyến dưới, đạt một độ sát thương cao. Anh có thể dễ bóng từ phía sau, chuyền bóng chéo cho các tiền vệ cánh, đưa bóng vào giữa sân và thực hiện những điều cơ bản trong phòng ngự một cách rất dễ dàng. Sở hữu thân hình hộ pháp với chiều cao 1m90, không chiến chính là thứ vũ khí tốt nhất của De Ligt và được anh biến thành một trong những khả năng vượt trội của mình. Thế nhưng, De Ligt không phải mẫu trung vệ chậm chạp. Dù có tốc độ tốt, nhưng anh lại thường lựa chọn việc đọc trận đấu, đoán tình huống để thực hiện các phương án phòng ngự thay vì lao vào xoạc bóng. Trung vệ Wesley Fofana. Fofana cao 1m90, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, lì lợm và chơi bóng đầu óc. Cộng với việc mới chỉ chưa đầy 22 tuổi, trung vệ người Pháp được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho đội hình của Chelsea. Để có được chữ ký của Fofana, Chelsea đã phải rất vất vả trong việc thương lượng cùng với Leicester trước khi chốt được mức giá là 75 triệu bảng. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge không muốn biến Fofana thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới để tránh cho anh việc gặp sức ép với danh xưng này. Chủ tịch của Chelsea, ông Todd Bowley cho biết, Wesley là một hậu vệ cực kỳ hứa hẹn, người đã chứng tỏ được phẩm chất của mình ở Premier League khi còn rất trẻ. Chúng tôi rất vui vì có thể mang một trong những tài năng thú vị nhất châu Âu đến với Chelsea để củng cố đội hình của chúng tôi cho cả mùa giải này và tương lai. Hậu vệ Alphonso Davies. Alphonso Davies là hậu vệ trái đắt giá nhất thế giới trong 3 năm qua. Nhiều năm qua, Bayern Munich luôn sở hữu những hậu vệ trái rất xuất sắc, từ Vicente Lizarazu, Philip Lahm cho đến David Alaba. Đến hiện tại, Alphonso Davies đang nổi lên như chuyển nhân sáng giá. Sở hữu lối chơi tốc độ cùng khả năng công thủ toàn diện, sao trẻ người Canada đã trở thành cái tên nổi bật bên hành lang cánh trái của Bayern. Tuyển thủ Canada đã vươn tầm thành hậu vệ đẳng cấp khi tích lũy đủ kinh nghiệm đỉnh cao. Tiền vệ Jude Bellingham. Jude Bellingham được Dortmund chiêu mộ với giá 25 triệu euro vào mùa hè 2020. Lúc này, nhiều câu lạc bộ lớn tranh nhau Bellingham. Dortmund đã hét giá 150 triệu euro cho câu lạc bộ nào muốn đưa tuyển thủ Anh rời Bundesliga. Bellingham mới chỉ 19 tuổi và được đánh giá có tiềm năng rất cao. Lối chơi của Jude Bellingham phần nào làm người ta nhớ tới cựu danh thủ Steven Gerrard. Khi mới chỉ 18 tuổi, anh đã sở hữu chiều cao lý tưởng và không ngại va chạm. Bên cạnh đó, anh cũng có cho mình bộ kỹ năng chuyền bóng và nhãn quan ấn tượng. Dortmund được biết đến với chất lượng trong công tác đào tạo những tài năng trẻ, sau đó lại bán lại cho các ông lớn với giá cao. Với việc mang quốc tịch Anh, sẽ không khó hiểu nếu Bellingham trở thành cái tên được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng của các đại gia trong thời gian tới. Tiền vệ Pedri. 3 năm trước, Barca chi 17,5 triệu euro để chiêu mộ Pedri. Đội chủ sân Camp Nou có món hời lịch sử khi Pedri phát triển vượt bậc để trở thành trụ cột của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Thi đấu bên cạnh Messi khi còn ở đội bóng xứ Catalan, ngôi sao trẻ này cũng đã trở thành vượt bậc cùng đoạt chức vô địch Cúp Nhà Vua, tham gia đội tuyển Tây Ban Nha dự Euro 2020 vào đến bán kết và được chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Giá trị của Pedri lúc này sẽ không dưới 100 triệu euro nếu đặt lên bàn chuyển nhượng. Pedri được kỳ vọng sẽ trở thành Iniesta mới cho
cho nên Barca sẽ giữ chân Pedri lâu dài bằng mọi giá. Tiền vệ Phil Foden. Phil Foden phát triển đúng lộ trình theo định hướng của Pep Guardiola để khẳng định vị trí ở đội hình Man City và đội tuyển Anh. Foden được đánh giá là sản phẩm tốt nhất của lò đào tạo trẻ Man City từng sản sinh. Nếu những cái tên kể trên chỉ tỏa sáng ở câu lạc bộ chủ quản khi thi đấu ở giải quốc nội, thì Foden đã trở thành trụ cột của nửa xanh thành Manchester ở cả sân chơi danh giá nhất lục địa già, đó là Champions League. Dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola, Foden chơi cực kỳ đa năng và có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, tiền đạo cánh hay là số 9 ảo. Tốc độ, kỹ thuật tuyệt vời cùng khả năng leo biên cực tốt giúp tạo khoảng trống cho đồng đội xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo Vinicius. Vào tháng 10 năm 2021, Vinicius được định giá 50 triệu euro. Ở mùa giải 2021-2022, Vinicius chơi 55 trận, ghi 22 bàn. Cú lột xác của Vinicius giúp anh vươn tầm từ tài năng trẻ trở thành trụ cột của Real và giá trị đã tăng gấp đôi. Kỹ năng, tốc độ, tính chuyên nghiệp, tính cách của Vinicius đã minh chứng cho cả thế giới thấy rằng anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay. Anh thể hiện tất cả những phẩm chất của mình với sự kiên định, không thua kém bất kỳ huyền thoại nào trong quá khứ, truyền cảm hứng cho những người bên cạnh, kể cả các cầu thủ vốn thi đấu thất thường. Vinicius biết cách làm chao đảo mọi hàng thủ, anh luôn nổi bật, tự tin đối mặt với mọi khó khăn, không lo lắng, hầu như lúc nào cũng để lại dấu ấn của mình theo cách này hay cách khác. Tuy Vinicius chơi ở vị trí tấn công, nhưng khả năng hỗ trợ phòng ngự của cầu thủ này cũng rất ấn tượng. Khả năng bứt tốc tốt và nhanh nhẹn trong những pha xử lý khiến hậu vệ đối phương run sợ mỗi khi đối mặt. Đây là đặc điểm hiếm thấy của một cầu thủ trẻ đang thi đấu cho một câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Tiền đạo Kylian Mbappe. Kylian Mbappe giữ vững vị thế cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp. Dù vậy, sao PSG không còn giữ thế độc tôn về giá trị chuyển nhượng mà Erling Haaland đang bám đuổi quyết liệt ở phía sau. Chân sút người Pháp giống như một cầu thủ chạy cánh hơn là một tiền đạo ở chỗ. Anh sở hữu những phẩm chất bùng nổ ở hành lang cánh. Ngoài ra, Mbappe cũng thường xuyên hoạt động ở khu vực trung tâm hàng công. Mbappe nhanh nhẹn đến mức đáng sợ và khiến bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải khiếp vía với tốc độ của mình. Khả năng chơi phản công chết người của Mbappe đồng nghĩa với việc các đối thủ buộc phải lùi sâu phòng ngự với nỗi lo bị trừng phạt nếu họ mất đi quyền kiểm soát bóng. Khả năng lừa bóng của Mbappe thì không ai sánh kịp khi anh thể hiện tài luồn lách qua nhiều cầu thủ cùng một lúc. Ở phong độ tốt nhất của mình, Mbappe đơn giản là không thể ngăn cản. Tiền đạo Erling Haaland. Erling Haaland được định giá 150 triệu euro kể từ tháng 10 năm 2021. Mùa giải này, tuyển thủ người Na Uy chơi bùng nổ, ghi 14 bàn sau 10 trận cho Man City. Nhiều khả năng, giá trị của Erling Haaland sẽ tăng ở các bản cập nhật tiếp theo của trang Transfermarkt và kịch bản đổi ngôi ở vị trí cầu thủ đắt giá nhất thế giới gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Haaland là một cầu thủ lý tưởng khi sở hữu mọi thứ, cụ thể, thân hình cao to, tốc độ đi bóng nhanh, sức cản lướt tốt và khả năng dứt điểm sắc bén. Sở hữu nền tảng như vậy, Erling Haaland thừa sức vươn lên tầm cao hơn trong sự nghiệp của mình. Anh có khả năng lớn trở thành tiền đạo vĩ đại trong tương lai. Trên đây là siêu đuổi U23 đắt giá nhất thế giới. Còn quá sớm để đánh giá đích đến cuối cùng cho những cái tên này. Thế nhưng họ chính là những cử viên sáng giá để cùng làng thúc cầu hướng đến tương lai. Mặt trời ló dạng sau màn đêm tăm tối. Giờ là lúc chúng ta sẵn sàng để chứng kiến một thế giới bóng đá hoàn toàn khác với luồng sinh khí của những vì sao trẻ.